Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình góp nhận 10 tốc cần taxi các bạn dùng trên nền tảng chạy nền tảng BNB Smart Chain các bạn. Để tham gia chương trình góp này các bạn click phần link mô tả, mở cái Telegram ra, bấm nút start để chat chatbot nha các bạn. 10 tốc cần taxi này khoảng 3 đô các bạn. Thì nó sẽ list lên sàn nào ta? Mình cũng chưa biết sàn nào các bạn. Rồi thì nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group bên trả lời các bạn. Sau này mình nói về tốc cần, nói về mình sẽ chat, mình sẽ thông báo cho các bạn sau các bạn. Rồi các bạn join hai kênh đó nè, rồi bạn mới đáp lại các bạn. Rồi theo world thì các bạn follow và tweet theo world các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like nè, các bạn tự quyết lên nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Rồi đấy mình kiểm tra mình đã join hết 3 kênh chưa bạn. Rồi các bạn join 2 kênh Telegram group follow theo world xong các bạn bấm nút sign up nha các bạn. Rồi các bạn gửi lại một cái đường link profile của mình nha các bạn. Phần đây mình các bạn nhấp vào ba gạch mình các bạn. Rồi các bạn bấm vào hồ sơ, các bạn nhấp vào ba chữ gạch trên cùng các bạn. Các bạn bấm vào mục chia sẻ nha tất cả các bạn. Thay như tạm các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Rồi nó hỏi các bạn có cho nhấn chat không, có bấm net nha bạn. Sao rồi các bạn dùng địa chỉ BNB Smart Chain, con sắt nó cũng là chạy trên tảng ETH, các bạn có thể dùng địa chỉ HERC20 luôn các bạn cũng được nha bạn. Nhưng mà mình khuyên các bạn dùng BNB nha bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain này nè các bạn. Các bạn sao chép lên nha bạn. Rồi các bạn mới đáp lên. Rồi mới đáp lên đi. Rồi bạn dán vào nha bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Rồi rồi nó là cập nhật, các bạn bấm vào config data. Rồi bạn bấm vào ba đi để check số cần các bạn. Rồi mình đã nhận được 5 tốc cần nữa các bạn. Rồi bạn bấm vào một may đáp form lấy liên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Rồi hiện video nên hướng dẫn các bạn tham gia chương trình hôm nay cũng kết thúc các bạn. Thì mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.